tan phế. Ngài ơi, Ngài là đôi tai, là miệng lưỡi của người điếc, người gơm. Ngài chỉ con đường cho dân Chúa đi, từ xin ra cho đến trở về đất mẹ. Ngài như là hạt lúa miên vùi chôn sâu dưới lòng đời đầy tăm tối. Ngài ơi, tình Ngài cho đi là hoa trái giữa đồng lúa trổ bông. Lời Ngài vang vọng yêu thương thứ tha, niềm hân hoan loan báo tin mừng cứu độ. Ngài ơi, Chúa dùng Ngài là ánh sáng trần gian, để không ai vì thiếu Ngài mà phải đi trên con đường tăm tối. Ngài ơi, Chúa dùng Ngài là muối cho đất mẹ, xin nước mặn cho đời, đừng để cho đời xót xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa đến toàn nhiều, con đến cùng, con đau có công chẳng gì mà dâng lên Chúa, con đau biết lấy gì mà dâng thánh lễ mỗi ngày. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Kính thưa quý Cha quản hạt, kính thưa quý cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý ông bà cố, quý anh chị em và kính thưa quý ông bà anh chị em và toàn thể quý khách. Ơn gọi linh mục là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã ban để cho con người được tham dự vào kế hoạch yêu thương, là làm chứng cho tình yêu cũng như là loan báo ơn cứu độ của Ngài. Quy tụ trong thánh đường giây phút này hiệp với niềm vui của ba anh em chúng con để dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân vì hồng ân 5 năm, 3 năm, 2 năm linh mục. 5 năm, 3 năm, 2 năm mới chỉ là những bước đầu đời để anh em chúng con định hình để trở thành một khuôn mẫu của đời linh mục, cũng như là để trở thành một thợ gặt lành nghề trong cánh đồng của Thiên Chúa. Giờ đây xin quý cha, quý tu sĩ, quý chức, quý ông bà, anh chị em cùng thành tâm sám hối, chúng ta xin Chúa thương xót tha thứ để hiệp cùng với anh em chúng con dâng lời cảm tạ tri ân vì Chúa đã yêu thương chọn gọi chúng con là linh mục cho Chúa. Tôi tu nhân cùng Thiên Chúa toàn năng. Lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiên đàng. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời,
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành. Này chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có, ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Tiên tri Isaia đã cho chúng ta biết Thiên Chúa đã gọi và đã trao sứ mạng loan báo lời Chúa cho ông. Tiên tri Isaia đã nhận ra sự bất toàn của mình trước sứ mạng cao cả này. Với lòng khiêm tốn, đặt mình trong lòng thương xót và tin tưởng sự thanh luyện của Thiên Chúa, ông đã mạnh dạn thân thưa: Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con, xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Mời trích sách tiên tri Isaia. Năm vua Ô-si-át băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngự trên cao và đôi áo của Người bao phủ đền thờ. Các thần rốt mến đứng trước mặt Người và luân phiên tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa. Các nền nhà rung chuyển trước tiếng tung hô và nhà cửa đều đầy khói. Lúc bây giờ tôi mới nói: Vô phúc cho tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn. Tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhước. Mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, Người là Chúa các đạo binh. Nhưng lúc đó có một trong các thần rốt mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà Ngài đã dùng cặp lửa gắp ở bàn thờ. Ngài đặt than lửa vào miệng tôi và nói: Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xóa bỏ và tội của ngươi được tha thứ. Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: Ta sẽ sai ai đi và ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi liền thưa: Này con đây, xin hãy sai con. Đó là lời Chúa. Thánh Phaolô đã khẳng định:
thấy Đức Kitô phục sinh. Đồng thời, Ngài cũng khám phá ra ý nghĩa và tầm quan trọng về sự phục sinh của Đức Kitô. Được thần khí soi dẫn, Thánh Phaolô đã hiểu rằng ông có sứ mạng công bố điều này, đặc biệt là cho những người dân ngoài. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, mà anh em đã lãnh nhận và đang tin theo. Nhờ đó anh em được cứu độ. Nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không anh em sẽ tin cách vô ích. Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta. Đúng theo như lời Thánh Kinh, Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại. Đúng theo như lời Thánh Kinh, Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với 11 vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn 500 anh em trong một lúc. Nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng vài người đã chết. Thế rồi, Người hiện ra với Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi, như với đứa con đẻ non. Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, vì tôi đã bắt bớ hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng nay tôi là người thế nào là nhờ ơn của Thiên Chúa, và ơn của Người sẽ không vô ích nơi tôi. Nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các đấng, song không phải tôi, nhưng là nhờ ơn của Thiên Chúa ở với tôi. Dù tôi, dù là các đấng, chúng tôi đều rao giảng như thế cả, và anh em cũng đã tin như vậy. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm đó là ngày áp lễ. Người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế, họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giê-xu. Khi đến gần Chúa Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật
để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời kinh thánh: không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời kinh thánh khác: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, ông bà anh chị em và các con thiếu nhi rất thân mến. Hội thánh dành riêng tháng 6 là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, tháng để chúng ta kính nhớ đến tình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa được bày tỏ nơi con người Chúa Giêsu Kitô, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi của chúng ta và vì để cứu độ loài người chúng ta. Thánh tâm Chúa Giêsu đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ nét nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất, là bằng chứng hùng hồn nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta. Chúng ta thấy trong hầu hết tất cả các tôn giáo trên thế giới thì dường như không có tôn giáo nào có ảnh hay có tượng vị Chúa, vị thần hay là vị thánh nào có trái tim lồi ra khỏi lồng ngực. Hình như là chỉ có thấy ở trong đạo Công giáo chúng ta mà thôi. Khi nói đến thánh Chúa Giêsu là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến tượng Chúa Giêsu với trái tim lồi ra khỏi lồng ngực. Mà không chỉ có thánh Chúa Giêsu mà chúng ta còn thấy trái tim Đức Mẹ cũng có vòng gai bao quanh, rồi còn có những lưỡi gươm đâm thâu qua trái tim đó. Với hình ảnh trái tim của Chúa lòi ra khỏi lồng ngực như thế, như muốn nhắc nhở cho chúng ta biết được rằng trái tim Chúa Giêsu, trái tim đó không còn là trái tim của Chúa nữa. Trái tim đó như muốn trao ban cho loài người chúng ta. Trái tim đó đã đổ hết những giọt nước, giọt máu cuối cùng. Trái tim đó đã trao cho tất cả loài người chúng ta. Trái tim đó đã trao cho toàn thể nhân loại, chứ trái tim đó không có thuộc về Thiên Chúa nữa. Trái tim ấy muốn nói với chúng ta về một tình yêu, không phải là một tình yêu trên giấy mực, nhưng đó là một tình yêu đến cùng, một tình yêu tự hiến, một tình yêu chết vì người mình yêu. Và tình yêu của Thiên Chúa còn muốn ở với chúng ta, muốn trao ban cho chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Và để cho tình yêu của Thiên Chúa ở lại với con người chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, cho nên Chúa Giêsu đã thiết lập nên chức linh mục, để qua con người linh mục, qua đời sống linh mục, qua thánh lễ và qua các bí tích mà linh mục cử hành nhân danh Chúa, thì chính Thiên Chúa, chính tình yêu của Thiên Chúa sẽ ở mãi, ở cùng với con người chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Có nghĩa là tình yêu đó được trao ban mãi mãi, được trao ban liên tục, được trao ban không ngừng nghỉ cho tới cái ngày tận thế. Tình yêu Thiên Chúa vẫn ở với chúng ta như lời Chúa đã nói trước khi về trời. Kính thưa ông bà anh chị em thân mến, đa số anh em linh mục chúng con được thụ phong linh mục trong tháng 6, bởi vì trong tháng 6 là trong tháng đó có thánh lễ mình và máu thánh Chúa Kitô. Ông bà anh chị em chúng ta nhìn lên trên cái màn ảnh hoặc là trên cái biểu tượng thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy mình máu thánh Chúa Kitô chính là công việc dân thánh lễ mà linh mục phải làm hàng ngày. Rồi trong tháng 6 cũng có lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Trong ngày lễ đó, giáo hội xin ơn thánh hóa các linh mục, và cũng có rất là nhiều cha đã được chịu chức trong ngày lễ trọng lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Ngày hôm nay giáo xứ Tân Phú chúng ta đã tổ chức thánh lễ tạ ơn cho các cha phó.
Cha Giuse Phạm Công Minh kỷ niệm 5 năm chịu chức linh mục. Cha Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn kỷ niệm 3 năm chịu chức linh mục. Cha Giuse Kiều Hoàng An kỷ niệm 2 năm chịu chức linh mục. Chúng con hết lòng cảm ơn Cha Thánh Sứ, cảm ơn Ban Thường vụ, cảm ơn các cha và tất cả các thành phần dân Chúa. Và chúng con biết ơn tất cả vì đã tổ chức thánh lễ này cho các anh em linh mục chúng con. Và hầu hết các anh em linh mục chúng con đều nhớ rất rõ, đều nhớ rất kỹ, và chúng con đều tri ân Chúa về cái ngày mà chúng con chịu chức linh mục, cũng như chúng con chịu chức thánh. Hôm thứ Tư vừa qua 30 tháng 5, con thấy rất là đông ông bà anh chị em giáo xứ Tân Phú chúng ta đi dự thánh lễ phong chức phó tế tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Và ông bà anh chị em chúng ta thấy đó, qua nghi thức đặt tay của Đức Giám Mục, qua thánh chức linh mục, thì các anh em linh mục chúng con là những con người rất bình thường, đôi khi tầm thường, và có thể nói nhiều khi là tội lỗi và bất xứng. Nhưng qua nghi thức phong chức thì chúng con là những con người tầm thường, những con người bất toàn đó được trở nên gia nhập hàng tứ tế, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, được trao ban thánh chức linh mục, để qua đó chúng con được cử hành thánh lễ, được trao ban các bí tích, được cử hành sự tha tội trong tòa giải tội và làm rất nhiều các thừa tác vụ khác. Cho nên chúng cái ngày chịu chức đó là ngày vĩ đại nhất đối với anh em linh mục chúng con. Ngày xưa dân Do Thái kính nhớ cái ngày mà Thiên Chúa giải thoát cha ông họ ra khỏi đất nước Ai Cập. Cho nên muôn muôn đời người Do Thái cử hành lễ vượt qua để tưởng nhớ biến cố đó. Thì anh em chúng con, ngày chịu chức linh mục là ngày trọng đại, là ngày quan trọng nhất, là ngày vô cùng to lớn trong cuộc đời mỗi người chúng con. Cho nên chúng con tạ ơn Chúa, chúng con biết ơn Chúa, và chúng con cũng dành tất cả cuộc đời chúng con, những năng lực, những điều gì chúng con có để phục vụ hội thánh, phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Nhờ có chức linh mục mà chúng con được Đức Giám Mục hoặc được các cha bề trên cử đến để phục vụ ông bà anh chị em, và chúng con mới gặp được ông bà anh chị em. Nhờ có thánh chức linh mục mà anh em linh mục chúng con được ông bà anh chị em yêu thương, được ông bà anh chị em quý trọng, được ông bà anh chị em gọi bằng cha, được ông bà anh chị em yêu thương, kính trọng, thân thiết như là người nhà của mình. Chúng ta phải tạ ơn Chúa trong ngày chức linh mục, thưa ông bà anh chị em, vì linh mục lãnh nhận được muôn vàng hồng ân từ Thiên Chúa, cũng như linh mục được ông bà anh chị em yêu thương rất nhiều. Thế nhưng chúng con cũng phải có những trách nhiệm, những bổn phận rất là lớn lao. Và thánh Phaolô đã ví chức linh mục của anh em chúng con người linh mục của anh em chúng con giống như là những chiếc bình sành rất là đẹp, rất là quý, nhưng lại rất là dễ vỡ. Cho nên vì thế trong thánh lễ chiều hôm nay, chúng con xin quý cha, chúng con kính xin tất cả quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho anh em linh mục chúng con. Chúng con xin ông bà anh chị em cùng tạ ơn Chúa với anh em linh mục chúng con, và chúng con xin ông bà anh chị em cộng tác với anh em linh mục chúng con trong các công việc của giáo xứ, cũng như chúng con xin ông bà anh chị em luôn luôn đồng hành với anh em linh mục chúng con, để với chức linh mục, với biết bao hồng ân của Chúa đổ tràn trên anh em linh mục chúng con, anh em linh mục chúng con được sống xứng đáng, được tận tâm phục vụ Chúa với tất cả con người, với tất cả lòng mến của chúng con. Xin cảm ơn quý cha và ông bà anh chị em. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng, và Ngài sai những tâm hồn quảng đài đáp lại lời mời gọi của Người
ra đi loan báo tin mừng và làm chứng cho tình yêu cứu độ. Giờ đây trong thánh lễ này, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Chúa đã mời gọi các môn đệ: anh em hãy lên chọn lành như Cha của anh em ở trên trời là đấng chọn lành. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các đức giám mục là các bậc chủ chân trong hội thánh luôn bình an và thánh thiện. Ngõ hầu các ngài có thể diễn tả khuôn mặt nhân ái, bao dung và giàu lòng thương xót của Chúa Giêsu cho mọi người ở khắp mọi nơi. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Các con hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cách cho các tâm hồn nhiệt thành truyền giáo luôn tìm được niềm vui và sự nâng đỡ của mọi người. Ngõ hầu công cuộc rao giảng tin mừng của Chúa đạt được những hoa trái tốt lành, là dẫn đưa nhiều người nhận ra và yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em là ánh sáng thế gian, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho giáo xứ chúng ta có nhiều thêm bạn trẻ can đảm, sẵn lòng bước theo và làm môn đệ Chúa, hầu trở thành những chứng nhân của Chúa giữa lòng đời hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Xin Chúa ban cho quý cha phó trong ngày kỷ niệm hồng ân thánh chức linh mục hôm nay luôn tỏa ánh sáng hương thơm nhân đức của Chúa Giêsu mục tử cho đoàn chiên Chúa, để từng ngày quý cha trở nên những mục tử như lòng Chúa ước mong. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Linh mục là người của cộng đoàn và được chọn gọi từ giữa cộng đoàn dân thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương ban muôn ơn lành cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Cách riêng, ban ơn lành trên quý thân nhân, ân nhân của quý cha. Xin cho mọi người được khao khát cuộc sống thánh thiện mà kiên trì giữ vững đức tin giữa những sóng gió của cuộc đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, chúng con tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho cộng đoàn chúng con, và cách riêng cho chúng con được kết hợp vào chức linh mục muôn đời của Chúa. Xin cho chúng con biết lắng nghe và tuân theo sự hướng dẫn của Chúa, để mỗi ngày sống của chúng con trở nên lời ca khen chúc tụng lòng bao dung của Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Thank you.
chọn con, tuy con không có chi là công, con luôn không xứng như Ngài mong. Tình con quá thiếu thốn để đền đáp hiền, giọt nước sắt như biển đông. Xin dâng Chúa trong đời con như làn gió nhẹ, quyền làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân thế. Trong đời con là nơi bác sư điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho nhân dân phù sa chân tràn hồng ân. Bằng niềm tin con đi theo Chúa không bận vương, đây con tìm biến nên lệ rơi. Tay xa những vương mong của lầm là gì, bồ đam nhất chi còn nhớ. Xin dâng Chúa cho đời con như làn gió nhẹ, nguyện làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho nhân. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi để bởi tay Cha, để ta thông tôn vinh danh Chúa và lời cho chúng ta cùng toàn thể. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để ngợi khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Mặc dầu chúng con chẳng làm nên công trạng gì, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Chúa cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng vài đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa trên cả tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám quan Giuse, Đức Cha Louis giao phân chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các cha tiền nhiệm. Hôm nay chúng con cũng cầu nguyện cách đặc biệt cho cha chính sứ, quý cha đồng tế, quý cha và tất cả mọi người ân nhân, thân nhân của cộng đoàn. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện
chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa Chúa tham dũng, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh, ban cho giáo xứ, ban cho tất cả gia đình chúng con được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Đây Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ đàng hoàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lạy Chúa, y lễ tạ ơn chúng con vừa dâng tiến là lương thực linh thiêng Chúa vừa ban tặng. Đó chính là bí tích cứu độ của con một Chúa. Ước chi bí tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa và nhờ đó được hưởng những ổng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con kính mời quý cha đồng tế an toàn. Kính thưa cộng đoàn, sau đây ông Phó Ngoại vụ sẽ thay lời cho cộng đoàn chúng ta để chúc mừng đến ba cha phó nhân dịp các ngài tạ ơn thánh lễ linh mục của quý cha. Xin kính mời ông. Trọng kính cha bản hạt, kính thưa ba cha phó, thưa quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý ông bà và anh chị em. Trước hết, chúng con xin được chúc mừng cha bản hạt, quý cha phó và quý cha đồng tế đã về đây dâng thánh lễ với cộng đoàn giáo xứ chúng con. Thưa quý cha, cách đây đúng 5 năm, cha Giuse Phạm Công Minh đã được Chúa chọn làm linh mục của ngài. Và 2 năm sau, cha Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn. Và 2 năm sau nữa, cha Giuse Hoàng Kiều An cũng được Chúa chọn làm linh mục của ngài. Thưa quý cha, trong tâm tình tin yêu, cảm tạ và phó thác, quý cha đã về đây dâng thánh lễ đồng tế để tạ ơn Chúa một cách long trọng. Vẫn biết rằng linh mục được chọn giữa những con người mỏng giòn và yếu đuối, để rồi thánh hiến họ thành những mục tử tốt lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn trên. Nhất là từ nay các linh mục không còn sống cho mình, nhưng được mời gọi dành trọn cuộc đời cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, tức là cho cộng đoàn dân Chúa của người. Chính vì thế, hôm nay cộng đoàn dân Chúa giáo xứ chúng con đã cùng với cha quản hạt, ba cha phó và quý cha đồng tế dâng lên Chúa thánh lễ tạ ơn thật sốt sáng, để cầu nguyện cho cha ba cha phó chúng con luôn tràn đầy hồng ân Chúa, luôn khôn ngoan nhân đức trước mặt Thiên Chúa và loài người. Chúng con có xin chúc ba cha phó luôn luôn mạnh khỏe để phục vụ không vì lợi cho riêng mình, can đảm lướt thắng những cám dỗ, những buồn phiền và những thử thách trong cuộc đời mục tử. Trong tâm tình tin yêu và đầm ấm, chúng con xin dâng lên quý cha những bó hoa tươi đẹp tượng trưng cho những tấm lòng của con Thảo. Xin quý cha vui nhận. Không phải các con chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con. Kính thưa quý cha quản hạt, kính thưa quý cha,
và quý tu sĩ, quý chức, quý ông bà cố, quý ông bà anh chị em. Trước hết chúng con xin cảm ơn cha chánh xứ Giuse đã tạo cơ hội, tạo điều kiện, đặc biệt là cho phép ba anh em chúng con tổ chức thánh lễ tạ ơn chiều hôm nay. Rất tiếc là vì sức khỏe của ngài, ngài không có mặt giờ này với chúng con. Nhưng mà chúng con hy vọng rằng ngài chắc chắn ngài sẽ cầu nguyện nhiều cho anh em chúng con để chúng con có sức khỏe, để chúng con có nhiều ơn Chúa để mà phục vụ giáo xứ. Hôm nay chúng con rất là vui vì có quý cha về đồng tế với chúng con, có quý tu sĩ, quý chức, quý ông bà anh chị em và quý khách đến cùng hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho anh em chúng con nhân ngày chúng con lãnh nhận hồng ân chức linh một cách đây 5 năm, 3 năm và 2 năm. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha quản hạt hạt Tân Sơn Nhì, cha quản hạt Gia Định, quý cha vì yêu thương sắp xếp thời gian công việc đến đồng tế và cầu nguyện cũng như là chung niềm vui với anh em chúng con. Chúng con xin cảm ơn quý cha và xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống cho quý cha được luôn hồn an sắc mạnh cũng như là chu toàn mọi công việc mục vụ của mình. Con xin cảm ơn quý tu sĩ chiều hôm nay cũng hiện diện với anh em chúng con cầu nguyện cũng như là chúc mừng anh em chúng con trong thánh lễ tạ ơn linh mục hôm nay. Xin Chúa chúc lành cũng như đồng hành với quý tu sĩ nam nữ trong đời sống dâng hiến của mình. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý chức ban hành giáo xứ, ban hành giáo các họ đã chuẩn bị trong mấy ngày hôm qua, đặc biệt là chị hôm nay ăn mặc rất là đẹp để mà đến đây hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ba cha phó trong ngày tạ ơn hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý chức. Xin quý chức tiếp tục cầu nguyện cho anh em chúng con cũng như đồng hành trong công việc giáo xứ của chúng ta. Xin cảm ơn quý ông bà cố của các cha phó, quý ông bà anh chị em và quý khách vì tương quan, vì liên hệ với anh em chúng con cách nào đó cũng bớt chút thời gian công việc hiện diện trong thánh lễ này để cầu nguyện cho chúng con. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho quý ông bà cố, quý ông bà anh chị em cũng như là quý khách luôn luôn được hồn an sắc mạnh cũng như là tràn đầy ơn thánh của Chúa. Và sau thánh lễ này chúng con xin trân trọng kính mời quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý chức, quý khách nán lại với chúng con tại hoa viên giáo xứ Tân Phú cùng chung vui với chúng con bữa tiệc mang tính cách gia đình. Chúng con xin trân trọng kính mời và chân thành cảm ơn. Và giờ đây con xin kính mời quý ông bà anh chị em chúng ta đứng lên, chúng ta nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Chúa trời linh mục.